đêm khuya thanh vắng. Chúng con xin gửi đến cha, chúng con xin gửi tới mẹ những lời nói từ trái tim mà chúng con đã từng ấp ủ bấy lâu. Càng lớn lên, chúng con càng hiểu rằng công ơn, tình thương của cha mẹ dành cho chúng con sâu đậm biết bao. Những tháng ngày gian nan vất vả, mẹ cha nuôi chúng con khôn lớn, chúng con xin nhớ mãi suốt đời. Vâng, kính thưa cha, kính thưa mẹ, làm người hiện hữu trên cõi đời này, ai trong tất cả chúng ta đều may mắn vì sinh ra đã có cha, có mẹ. Cha đã tiếp sức cho các con niềm tin lý trí, có thể giúp các con vững bước vào đời dù với muôn ngàn gian nan sóng gió. Cho các con trên vạn nẻo thời gian. Kính lạy mẹ, kính lạy cha, tình thương yêu của cha mẹ dành cho chúng con muôn đời vẫn thế, vẫn ngút ngàn cao như núi Thái, vẫn rào rạt mênh mông như biển Thái Bình. Hôm nay chúng con về đây xin được quỳ lạy dưới chân linh cha mẹ. Ơn cha nghĩa mẹ chúng con đáp đền được là bao. Bây giờ chúng con đã trở về đây, nhưng bóng mẹ cha đã nơi nao chín suối. Ơn sâu nghĩa nặng là đây, chúng con xin nhớ mãi trong lòng. Làm con chữ hiếu đi đầu, ơn cha nghĩa mẹ chúng con xin khắc sâu trọn đời. Vậy là hôm nay mẹ sẽ mãi mãi phải rời bỏ mái nhà thân yêu này. Mẹ sẽ rời bỏ quê hương, họ hàng, làng xóm. Mẹ rời bỏ những người anh em con cháu ruột thịt thân yêu nhất của mẹ. Rồi mẹ lặng lẽ ra đi về cõi vĩnh hằng theo quy luật của tạo hóa. Trong giờ phút đau thương ly biệt này, không biết làm gì hơn, chúng con chỉ biết thầm cầu chúc cho hương linh của mẹ, hương linh của cha hãy mãi mãi yên nghỉ nơi đây, như trăng soi mặt biển mãi reo, như suối mát, như trời cao, đời đời sống mãi soi vào cháu con. Kính thưa ban tổ chức lễ tang, thưa gia đình tang quyền, nhận lời mời và được sự ưu ái của gia đình tang quyền, được tin cụ Trần Thị Thấm tạ thể về theo tiên tổ. Chúng con là đoàn kim nhạc đến từ quê hương xã Cộng Hiền, trực thuộc cơ sở phục vụ tang lễ trọn gói Trần Muôn. Giờ này đã trở về đây, đoàn chúng con có nén tâm hương thắp chúc cụ suy độc ở Tây Trung, cõi bạn hồi ngộ gặp cụ tiên, dẫu bước sơn khê cảnh thuyền cực lạc, bến Vân Du sẽ hợp đón cụ về. Lễ dâng hương của đoàn kim nhạc xin phép được bắt đầu. Giờ đây
chiêu ban thờ cụng khói hương trầm nghi. Đoàn kim nhạc xin thay lời cho các con của cụ. Mẹ hiền ơi, thế là em từ nay con mất mẹ. Trên bước đường lặng lẽ một mình con, lỗi nhớ kia chắc là sẽ mỏi mòn. Hình bóng mẹ không thể nào phai. Thời sinh con thắp lên là cháy hết mình, đói no gian khổ sức tình nuôi con. Giờ này mẹ khuất không còn, chúng con than khóc mỏi mòn. Căn cái nhà xin thay nở cho các con của cụ, kính dâng lên cụ bản nhạc ơn nghĩa sinh. Thank you.
vọng cả một tấm lòng thành kính. Tiếng trống, tiếng kèn đã vang vọng cả một vùng quê. Tiết tấu nhạc buồn nhưng chan hòa cởi mở. Lỗi tiếc thương này còn nắng động sâu xa. Chỉ còn ít phút đã thôi lỡ âm dương đôi ngả. Xin hồn thiêng của nơi đâu, hãy về phù hộ độ trì cho đại gia đình anh em con cháu được bình an, mạnh khỏe. Lễ dâng hương của đoàn kim nhạc trực thuộc cơ sở phục vụ tang lễ trọn gói Trần Buôn xin phép được tạm dừng tại đây. Một lần nữa, đoàn chúng con xin nguyện cầu chúc cho hồn cụ được siêu sinh tịnh độ trở về cùng tổ tiên nơi cõi vĩnh hằng. Vâng, bà Na Tổ xin. Trở dâng ân bình không vui, tiếng ngày miếng ngọt miếng bùi, nhường cho con để con tươi. Con đã lên người mà lấy mẹ đã xa rời chúng con, cầu xin Đức Phật Di Đà ban ơn cho mẹ những điều con mong. Mẹ ơi, đây là những cánh hoa tươi chúng con dâng tới mẹ để báo công sinh thành. Ơn đời con đã sinh ra, biển khơi là mẹ, cha là núi non. Bao nhiêu vất vả gầy mòn, mẹ cha đánh đổi cho con nụ cười. Mẹ là tia lắng vàng tươi, thắp lên tia sáng trong đời của con. Mẹ ơi hãy mãi cười giòn, con thương mẹ nằm dáng cao gầy gò. Mẹ cho con bát cơm no, mẹ cho con câu hát điệu hò lời ru. Bắt con mọc tốt đầu dù, mẹ ngồi cắt tỉa chỉnh chu mượt mà. Bây giờ con lớn đi xa, thương cha nhớ mẹ con nhớ mãi. Nâng nụ con từ thuở còn thơ dại, hy sinh nhiều mẹ chẳng ngại gian nan. Mẹ yêu ơi lòng thương nhớ ngập tràn, mẹ kính yêu được thường lộ bình an. Hồn mẹ thương được thanh thản an nhàn, quỳ lạy mẹ giữa muôn ngàn tăng xa. Mẹ kính yêu ơi, khi bầu trời cho mắt chúng con ngày một xanh, là tóc mẹ lại điểm thêm rời bạc. Mẹ có thành hiển nhiên trong trời đất, nhưng cuộc đời không thiếu ở trong con. Mẹ ơi, cứ dồn dần cho con trẻ lớn khôn. Mẹ là người đã đặt cho chúng con cái tên riêng, trước cả khi chúng con biết gọi thành tiếng cha mẹ. Mẹ không
cho sự sống, tình yêu và hạnh phúc. Mẹ có nghĩa là duy nhất, một bầu trời, một mặt đất, một vầng trăng. Như mẹ đã cho con dư giả, nụ cười tiếng hát. Mẹ có nghĩa là ánh sáng, là ngọn đèn thắp bằng máu con tim. Mẹ có nghĩa là mãi mãi, là cho đi không đợi lại bao giờ. Mẹ ơi, mẹ thật hiền từ trong trái tim chúng con, là chốn bình yên khi chúng con quay cuồng giữa dòng đời tất bật, là những ấm êm khi chúng con đang mệt nhoài. Suốt cả gầy vì gánh đời chịu nặng, mà chưa một lần chúng con nghe mẹ thở than. Dãy nắng dầm mưa tần tảo khuya sớm, nuôi chúng con khôn lớn lên người. Có nguồn thì sông kia mới chảy, mà hạt thóc vàng có cấy mới lên bông. Từ phàm phu cho tới bậc thánh hiền, không tay cha mẹ sao lấy thân mình. Mẹ ơi, phần là con chưa bảo hiếu là bao. Mẹ ơi, ngay mẹ lại bỏ xa đi, để cho con cháu ngậm ngùi xót thương. Mẹ làm đó mà âm dương cách biệt, để lòng cầu cho mẹ được siêu sinh tịnh độ, được về đây đất trời chiên. Chúng con ở lại trần quê, nguyện xin mãi mãi hướng về. Tất cả các cụ ông, các cụ bà đã đến giờ làm lễ truy điệu. Đề nghị các cụ ông, cụ bà cùng toàn thể nhân dân chúng ta vào trong sân trang để chúng ta thay mặt cho đảng, chính quyền địa phương kính thưa quý nghĩa khách gần xa cùng toàn thể nhân dân, thưa gia đình hiếu chủ. Đang giữa lúc toàn đảng, toàn dân kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2022 và kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, đặc biệt đất nước vừa vượt qua đại dịch Covid-19, tập trung mục tiêu kép và phòng chống dịch, vừa phục hồi kinh tế nhằm ổn định đời sống cho nhân dân. Đối với địa phương nhà vừa thu hoạch xong vụ lúa chiêm xuân đạt thắng lợi và tập trung làm đất gieo cấy hết diện tích lúa mùa và chăm bón lúa kịp thời vụ, thì hỡi ôi, nhận được tin báo buồn đến với gia đình ông Lại Đình Hưng cùng dòng tộc có thân mẫu cụ Trần Thị Khấm do tuổi cao sức yếu về cõi Vĩnh Hằng cùng tổ tiên. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa nghĩa khách gần xa, thưa toàn thể nhân dân, cụ Trần Thị Khấm là một công dân của thôn một làng Văn Hóa, một người mẹ của các con, một thành viên của dòng họ Lại. Do tuổi cao sức yếu đã được các con các cháu đưa đi các bệnh viện, được các y bác sĩ hết lòng chăm sóc. Ở gia đình đã được anh em con cháu trong dòng họ cùng bà con nhân dân đã đến thăm hỏi, mong cụ sớm lành bệnh. Xong vì tuổi cao sức yếu cụ không qua khỏi, cụ đã tạm biệt cháu con dòng tộc về với tổ tiên an giấc ngủ ngàn thu vào hồi 13:40 ngày 31 tháng 7 năm 2022, tức ngày 3 tháng 7 năm Nhâm Dần, cụ hưởng thọ 83 tuổi. Hôm nay thay mặt lãnh đạo thôn một, ban công tác mặt trận thôn Nắng Ngoại cùng các cụ ông, các cụ bà cùng các nghĩa khách gần xa, bà con nhân dân đến hội tụ sân trang để tiễn đưa một công dân của thôn, một người mẹ của các con, một thành viên của dòng tộc và về nơi an nghỉ cuối cùng. Thay mặt ban tổ chức lễ tang,
tôi xin tóm tắt sơ lược cuộc đời cụ 83 mùa xuân. Sinh quán thôn Đáng Ngoại, xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Trú quán thôn 1, làng văn hóa Đáng Ngoại, xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Sinh thời cụ lớn lên trong một gia đình dưới chế độ áp bức của thực dân Pháp, kiến điều kiện gia đình đông anh em, cơm chưa đủ no, áo chưa được nành, lớn lên phải đi làm thuê, làm mướn dưới chế độ phong kiến của địa chủ cường hào bóc lột. Song cụ vẫn được bố mẹ nuôi cho ăn học. Sau năm 1954, ơn Đảng, Bác Hồ lãnh đạo, nhân dân đứng lên giành độc lập, và cũng từ đó cụ xây dựng gia đình với cụ ông là người trong thôn. Cụ về làm dâu, làm mẹ. Cuộc sống lúc đó người nông dân gặp nhiều khó khăn do đất nước còn chiến tranh chống Mỹ. Cụ sinh hạ được 5 người con, 2 trai, 3 gái. Song cụ cùng của ông chăm lo các con vẫn dành thời gian tham gia mọi phong trào tổ đội công, hội phụ nữ trong thôn. Cụ đều chấp hành tốt mọi đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Đối với gia đình, cụ cùng của ông tăng gia lao động sản xuất, thu nhập ổn định, cuộc sống gia đình luôn dạy con. 1971, cụ ông sớm ra đi về với tổ tiên, để lại cụ 5 người con thơ dại. Do vậy cuộc sống gia đình gặp khó khăn hơn, một mình cụ gánh vác gia đình vừa làm cha vừa làm mẹ, tần tảo nuôi con ăn học. Năm 80, bọn bành trướng đế quốc xâm lược nước ta, cụ động viên người con trai lớn lên đường cầm súng bảo vệ tổ quốc chống quân xâm lược, hết nghĩa vụ trở về địa phương. Gia đình cụ tập trung lao động sản xuất. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa quý nghĩa khách gần xa, tại quê nhà sớm cụ sớm hòa nhập với cuộc sống cộng đồng ở khu dân cư. Cụ tham gia sinh hoạt các đoàn thể, hội phụ nữ, hội chữ thập đỏ, hội người cao tuổi, hội Phật tử chùa Hưng Phúc, tích cực lao động mọi người quý mến kính trọng. Ngày nay Đảng và Nhà nước quan tâm đến đời sống nhân dân, ấm no cho mọi nhà, cùng nhau đoàn kết xây dựng nông thôn mới ở khu dân cư. Tuy tuổi cao sức yếu, cụ vẫn động viên các con các cháu luôn chấp hành tốt mọi đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Kính thưa hương hồn cụ Trần Thị Khấm, 83 mùa xuân cuộc đời đã trải qua bao buồn vui thăng trầm sướng khổ. Vì nay tuổi cao sức yếu bệnh trọng, cụ đã được các con các cháu anh em nội ngoại đến thăm hỏi động viên. Các y bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng thuốc có thể chữa được bệnh nhưng không thể chữa được mệnh trời. Cụ đã vĩnh biệt dòng tộc các con cháu họ Mạc về cõi Vĩnh Hằng ngàn thu hồi 13 giờ 40 phút ngày 3 tháng 7 năm 2022. Cụ hưởng thọ 83 tuổi. Thế là vắng bóng từ đây người xưa cảnh cũ tháng ngày biệt tâm. Cụ để lại cho các con các cháu vành khăn trắng mà không ai mong muốn. Trong buổi tiễn tống chung cụ hôm nay, thay mặt ban tổ chức lễ tang, xin cảm ơn các quý vị đại biểu Đảng, chính quyền địa phương, các quý nghĩa khách gần xa đã về dự buổi lễ tống chung cụ hôm nay và tiễn đưa một người cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Đúng là lúc sinh thời nghĩa tình sâu nặng, khi vĩnh biệt cuộc đời như luyến tiễn đưa. Thay mặt ban tổ chức lễ tang và gia đình xin trân trọng cảm ơn. Trong giờ phút thiêng liêng tiễn đưa cụ đi xa tưởng nhớ hương hồn cụ, kính mời các quý nghĩa khách và bà con nhân dân chúng ta đứng dậy để dành cho cụ.
Kính thưa quý vị đại biểu, thưa nghĩa khách gần xa, trước lúc hành tang cụ Trần Thị Khấm về nơi an nghỉ cuối cùng, xin kính mời một vị đại diện cho gia đình nhà Hiếu nên có lời phát biểu và cảm tạ. Kính thưa các quý vị đại biểu, đại diện cho các đoàn thể cùng ban tang lễ, kính thưa các cụ ông, các cụ bà, cô dì, chú bác và anh chị em, kính thưa các vị nghĩa khách, mẹ của chúng tôi tuổi cao sức yếu, bệnh trọng không qua khỏi và đã vĩnh biệt trần gian. Trong quá trình tang gia lễ cho mẹ tôi đã được các cơ quan đoàn thể nội ngoại đôi bên, ban bạn hữu gần xa, nghĩa khách xa gần đến thăm hỏi, chia buồn và thắp hương phúng viếng, đã dự lễ tang tiễn đưa mẹ tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Chị em chúng tôi xin trân trọng cảm ơn tấm lòng hiếu nghĩa và tình cảm quý báu của các quý vị, trân trọng cảm ơn ban tổ chức tang lễ và đội nhạc hiếu trong quá trình tiếp đón và phục vụ các quý vị vẫn còn những thiếu sót. Kính mong các quý vị lượng thứ. Sau khi đưa mẹ tôi về nơi an nghỉ cuối cùng, chị em chúng tôi trân trọng kính mời các quý vị, các cụ ông, cụ bà, cô dì, chú bác, anh chị em và nghĩa khách về tại gia đình tôi xơi bữa cơm thường để chị em chúng tôi có lời cảm tạ. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo là lễ hành tang thì đi một người con trung hiếu. Họ Mạc, làng xóm đã mất đi một con người thật hiền lành, đức độ. Cháu con đã mất đi một người cụ, một người bà, một người mẹ vô vàn kính yêu không gì bù đắp nổi. Than ơi, thế là từ nay trở đi còn đâu thấy bóng dáng cụ sớm sớm chiều chiều bên lũy tre làng, còn đâu thấy bóng dáng cụ hội họp cùng hội người cao tuổi, và còn đâu thấy bóng dáng cụ sinh hoạt cùng hội Phật tử quê nhà. Qua đến nay được tin cụ mất mà căn nhà này đầy ắp nghĩa tình, đó là tình dân nghĩa đảng, đó là tình làng nghĩa xóm,
là tình thân tộc nội ngoại, rồi nghĩa thông gia liên gia, tình đồng chí đồng đội, tình bạn hữu xa gần. Tất cả đã có mặt đông đủ nơi đây, thắp hương kính viếng hương hồn cụ. Và giờ đây trong phút biệt ly này, mọi người lại đã có mặt đông đủ nơi đây để tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Mây che trên đầu và nắng trên vai, đôi chân ta đi sống còn ở lại. Con tình yêu thương vô tình chợt gọi, lại thấy trong ta hiện bóng con người. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt rọi xuống trăm năm một cõi đi về. Lời nào của cây, lời nào có lạ, một chiều ngồi say một đời thật nhẹ. Ngày qua vừa tan mùa xuân rồi tan mùa hạ, một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa. Mây che trên đầu và nắng trên vai, đôi chân ta đi sống còn ở lại. Con tình yêu thương vô tình chợt gọi, lại thấy trong ta hiện bóng con người. Mọi công việc bộn bề vất vả, nhưng được tin cụ Trần Thị Khấm qua đời thì mọi người vẫn tranh thủ thời gian về đây tiễn cụ bằng cả tấm lòng. Rồi đội trống đội kèm của 3-4 đoàn nhạc hiếu đã hòa quyện vào nhau như một bản hợp xướng trầm hùng, một vòng quê rạo rực con tim làm rung động lòng người. Nhìn xem đi đầu đoàn đưa tang là cờ đối chướng đang tung bay dập cả trời xanh, rồi vòng hoa nối tiếp vòng hoa, tình sâu nghĩa nặng gần xa cùng về. Vòng hoa rực rỡ đồng quê trải dài như sóng nhấp nhô xóm làng. Đúng là sống vinh hạnh mà chết vẻ vang, người đi thanh thản suối vàng nâng niu. Trong đoàn người tên đưa cụ Trần Thị Khấm về nơi an nghỉ cuối cùng hôm nay, có đông đủ bà con, anh em, cô bác dân làng. Tình thân tộc nội ngoại
rồi nghe thông gia liên gia, tình bạn bè bằng hữu gần xa. Đặc biệt có tình cảm thiêng liêng của tình đồng chí, những người đã và đang từng cùng công tác, sinh sống với cụ, đặc biệt là với anh em, con cháu của cụ. Thật quý là tình cảm thiết tha, và trọng là nghĩa cả đậm đà thủy chung. Giữ cỗ quan tài từ từ đưa xuống huyệt, thiên thu vĩnh biệt là đây. Ơi trời cao lồng lộng, ôi đất dày thẳm sâu, sống nhờ đất nay thác lại về với đất, bởi có tình người làm ăn chân thật. Ông cha ta đã dày công vun sới, đất tốt tươi nay đất lại tên người. Bởi vì người với đất là bạn đời tri kỷ, ta nhớ ơn người muôn thuở đất nước ơi. Đây những năm đất quê nhà, anh em con cháu đang đắp lên phần mộ, chúc người đi thơm thảo đất này, trái bốn mùa hương thơm vị ngọt, cho đồng quê bát ngát mùa vàng. Uống nước như nguồn, làm con phải hiểu. Anh ơi có nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng, công đức sinh thành. Người hỡi đừng quên, không cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, nhờ anh mà có ta. Uống nước như làm con phải hiểu, cùng cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Cha như núi Thái